Rồi, sáng chào anh em, chào cả nhà. Sang quay trở lại sẽ giới thiệu với cả nhà với những cái chiếc cà lê của hãng Subotun. Thì ở đây là anh em sẽ thấy là những cái chiếc cà lê này là nó mạ Rovadium, mạ bóng gương ha. Nhìn rất là xịn luôn, nhìn bóng bẩy lắm ha. Còn đây là mạ satin. Thì ở đây nó sẽ có hai dòng, đó là một cái là tự động và một cái bình thường. Nó còn có loại hai vòng nữa, hai đầu vòng nữa, nhưng mà mình đợt này thì mình chưa có nhập về. Mình nhập một đợt trước rồi xem cái chất lượng nó sẽ được như thế nào, mình dám mới nhập thêm. Nói chung là khi mà về cái lô hàng này mình thấy là cái độ ưng ý của mình nó khoảng 90% anh em. Thứ nhất là giá thành nó tốt so hơn với hàng thương hiệu Đài Loan ha. Chất lượng thì chất lượng Nhật Bản đó, còn không có gì chê được hết. Không, giá nó không quá cao so với những hàng khác. Và bây giờ thì Sang sẽ vô từng cây một giới thiệu với anh em từng giá tiền một từng cây. Nếu như mà anh em thấy nó khó quá thì anh em có thể nhắn số, mình sẽ báo giá cho anh em ha. Nếu như mà anh em chưa biết giá thì ở đây thì cái bộ cà lê vòng một miệng như thế này, anh em mua một bộ đi xài đã luôn ha. Xài như thế này là ngon lành rồi. Thì đây nó nguyên bộ là mình lấy từ nhỏ tới lớn luôn đó. Tại vì ở cửa hàng của mình đó, trước giờ bán hàng đồ cũ á, thì có cái không, nó không có đủ bộ, không có đủ đồng bộ, cho nên mình đã nhập thêm những cái sản phẩm này từ nhỏ tới lớn. Anh em hỏi cái mã nào, hỏi cái số nào, mình có cái số đó, nó dễ. Khi anh em sử dụng chỉ cần sử dụng một số, chỉ cần sử dụng hai số chẳng hạn ha. Thì mình sẽ đi từ lớn tới nhỏ ha. Lớn nhất của cái cây này là 36 ly. 36 ly của Subotun. Nó còn lớn nữa anh em, còn lớn nữa, nó tới 38 rồi 40 mấy nữa. Mình lấy tới 36 thôi. 36 là thấy là dường như là khó bán nhiều rồi. Nó chi một cái cây lớn hơn nữa của hãng Subotun. Thì bên ngoài anh em thấy là nó sẽ đóng cái logo Subotun ở đây ha, số, một đầu vòng, một đầu miệng. Bên đây là để là chất liệu đó, Rough Forest. Rồi, chỉ có như thế thôi. Thì nó không có là, thường là cái này nó sẽ là OEM, là đã số anh em. Những cái cà lê như thế này, nếu như mà nó không có đóng gì á, thì thường là nó sẽ là OEM. OEM từ một cái hãng khác đó, chỉ đóng cái thương hiệu của nó thôi. Chất lượng này thì hàng xịn rồi ha, hàng Japan, hàng Nhật Bản. Thì cây này là giá 625.000. Đó, mắc ghê không? Mã là hàng của nó là SF036. SF036 với giá là 625.000 ha. 625.000 một cây. Và giá là giá chưa có ship nha nè, chưa ship. Tiếp tục là cái cây này, cây số 30. Cây 30 này mã đặt hàng của nó là SF031, 370.000. Đây, SF031 với giá là 370.000 cho cây 30. 30 rồi tới 27. 27 là SF030. Đó, với giá là 300.000 ha, cho cái cây cà lê này. Quá trời mắc luôn em ơi. 300.000 ha, giá chưa ship. Thì hôm nay đặc biệt nữa anh em, khi mua đơn hàng quá đơn trên 1 triệu nha. Trong cái video này anh em mua đơn trên 1 triệu, bên mình sẽ giảm cho anh em 5% khi anh em chuyển khoản. Dĩ nhiên là bao ship rồi, Nếu anh em mua trên 1 triệu nữa thì được mình giảm 5%. Tiếp tục là số 27 rồi, giờ số 26 nè. 26 là 280.000. 280.000, mã đặt hàng của nó là SF028. SF028 với giá là 280.000 ha, giá chưa ship. 28 rồi mình sẽ tới 26 rồi mình tới 24 là SF027. Số 24, SF027 giá 220.000 ha. Rồi số 22. 22 SF026. Đây. SF026 155.000 một cây. Số 22. 155.000 nha. Giá nói chung là so với hàng bãi thì nó mắc hơn khoảng vài chục ngàn. Mắc hơn vài chục ngàn. Tiếp tục là số 21.
21 này là 150.000 SF025. SF025 với giá là 150.000 số 21. Số 21 rồi tới số 19 nè. Số 19 là 125.000 SF024. Đó, SF024 125.000 số 19. Số 18 là SF023 120.000. SF023 120.000. Giá chưa ship luôn. Số 18 nha. Rồi tới số 17. Số 17 là 110.000. Mã đặt hàng của nó là SF029. SF029 110.000 ha. 110.000. Số 17 rồi tới số 16. Số 16 là SF022 giá 100.000. SF022 giá 100.000 cho cái cây này. À, số 16 nha. 16. À, cà lê số 16 mới thấy luôn á. Tới số 16 rồi tới số 13. 13 là 85.000 SF019. SF019 với giá là 85.000 cà lê số 13. Một đầu dòng, một đầu miệng. Rồi số 13 rồi tới số 11 em. Số 11 là giá của nó là 70.000 SF014. SF014 giá 70.000 số 11. Số 10, số 10 thì ta có giá là 70.000 SF013 là số 10. SF013 số 10 à, giá 70.000. 70.000. Rồi tới số 10 rồi tới số 8. Số 8 là SF017 60.000. SF017 với giá là 60.000 cho cái cây này. Và cái số cuối cùng là số 6. SF012 55.000. SF012 giá 55.000 cho sản phẩm này ha. Rồi, giá này giá chưa có ship nha anh em. Chưa ship một chỉ nha. Đó là những cái chiếc cà lê của Sumatun. À, thì đây là có bao nhiêu cây? 2, 4, 6, 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8, 10, 12, 14, 16, 16 cây. 16 cây này tính ra anh em mua cái bộ này nó khoảng đâu đó tầm khoảng 2 triệu hơn chứ gì. À, 2 triệu hơn và đầy đủ nguyên một cái bộ cà lê cho anh em sử dụng luôn. Hàng chất lượng cao nữa. Em sửa chữa xe hoặc là mua sử dụng trong gia đình cũng được luôn. Rồi bây giờ Sang sẽ tiếp tục qua cái này là số những cái cờ lê tự động à. Thì giữa cái cờ lê tự động và cờ lê thường à, thì cái cờ lê tự động nó sẽ được cái là nó nhanh, anh em thao tác nó nhanh. Nhưng mà cái này nè, cái vòng này thì anh em sẽ có thể dặn lực rất là mạnh. Còn cái này đối với những cái cờ lê vòng tự động thì anh em vặn thì sẽ thí dụ như cái này anh em dặn cái lực của nó là tới 10 đi thì cái này anh em dặn chưa chừng 8 thôi ha. Nếu mà anh em dặn tới 10 thì nó dễ mau hư cái dòng này, còn cái này thì nó trâu bò hơn tại vì nó đâu có cái găng bánh găng với nhau đâu ha, thì nó khác nhau ở chỗ đó thôi. Còn đây là ở đây mình sẽ có các số nè. 22 là lớn nhất anh em, 22 21, rồi tới 19 nè, rồi tới 17 nè, 15 15 rồi 14. 14 rồi tới 13. 13 đâu rồi? 13, 12, 10 và cuối cùng là 8. À, đó là những cái chiếc cờ lê của hãng Sumatun. Số 22. Đây là anh em thấy là nó một cái bánh răng nó thay vì nó để màu đen mà nó mạ lên nhìn rất là đẹp luôn ha. Nó mạ màu cái màu vàng lên nhìn rất là đẹp. Nè. Cái bánh răng nghe rất là nhẹ nhàng ha, nó không phải là gồ ghề như những cái hàng mà rẻ tiền. Thì ở đây nó là một đầu vòng, một đầu miệng. Thì khi mà anh em sử dụng cái này nó phẳng này nè, em có thể đút vô đút kẹt được à, nhưng mà nhược điểm là khi nó thẳng thì nó sẽ không có chết lên, nó không nghiêng góc như thế này. Thì mỗi cái nó sẽ có ưu điểm và nhược điểm. Cái này thì để mà đảo chiều thì anh em chồng đây, khi đảo chiều thì em quay ngược lại đó, quay ngược lại, mở ra quay ngược lại. Cái này giá của cái cây số 22 này là 410.000. Tính ra là giá rất là tốt so với của thằng Tone đó nè. Mã đặt hàng của nó là SF046. SF046 Sumatun. À, hàng
Make in Japan hay sao đấy, không có chữ Make in nha. Và nó thường là nó sẽ chắn, nó không, cái hãng Subaru này là nó không có cái chữ Japan. Đó, tem nhãn thì có, không, nó không có để cái chữ Japan. Thì cái này là 410.000 SF046. SF046 410.000 số 22. Số 21 là SF047 400.000. SF047 nha anh em. 400.000 cho cái này. Cái số 19 là SF045. Trời. Sao cái này nó giật cái xuống dữ vậy ta? SF045. Anh em mình xem tí nha, sao cái cây này nó làm giật dữ vậy ta? SF047. Tại vì chiếc này về tới gần 100 cái mặt hàng cho nên là mấy bạn làm sẽ bị lộn cái mã, nó sẽ là lộn giá, lộn cái này cái kia. Cái này chắc có cái gì đó nó lộn ở đây rồi nè. Người để em đi xếp nhà để gõ lên trên cái máy coi nó cái mã này sao lại nó chênh lệch giá dữ gì nè. SF047 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 Ok, một cái SF, cái này là SF045. SF045. Cái này lộn giá rồi anh ơi. 19, 21, 22. Rồi, ok. 21, 21 này thì số 21 à, 26. Rồi, để mình dán lại nha, SF045. SF045 à, do nó nhiều mặt hàng quá nên mấy bạn làm ông này cắm qua bà kia. SF045. Rồi. À, cái số SF045 này là số 19 anh em. Số 19 thì giá của nó là 320.000 ha. À, SF045 giá là 320.000. Giá này là giá chưa có ship luôn nha. SF045 số 19 320.000. Tiếp tục là số 17. Số 17 thì chúng ta sẽ có giá là 240 ha, nó lộn giá này, lộn với chênh lệch quá trời. SF044 với giá là 240.000. 240.000. Đây. SF044 giá 240.000 ha. Giá là giá chưa có ship nha. Còn đây số 17. Rồi tới số 15. Số 15 là SF042, giá chỉ có 190.000 thôi. SF042 giá 190, số 15. Rồi tới tiếp tục là SF043 giá 200.000. SF043 giá 200.000 là số 14. Số 14. À, số 13 là SF041 giá 195.000.
SF041 giá 195.000, giá này là giá chưa có phí ship nha. Còn đây số 13 tới 12. 12 là 180.000, SF040 giá 180, số 12. Số 10 là 170.000, SF038 giá 170.000. 170.000. Cuối cùng là SF037 giá 160. SF037 giá 160.000. Đây là cà lê 8 ly. 8 ly ha, giá 160.000. Giá cũng nói chung là cũng rất là phù hợp với cái hàng chất lượng cao của thằng Supertool này nè anh em. Supertool này có tuổi đời nó khoảng, cũng nói chung là những cái hãng của Nhật á, thì mỗi hãng đều gần chứ chưa tới 100 năm. Ha, nó khoảng là 80-90 năm vậy. So với của Đức thì nó nè, năm 1918 thì hiện tại là bao nhiêu năm ta? 918 là khoảng 82 năm thì nó 2000 ha. Gần hơn gần cái trăm năm rồi, 100 năm, hơn trăm năm. Thế nên hiện tại là 2020 rồi, là hơn 100 năm. Đó. Quá trời lâu ha, một cái công ty mà có tuổi đời, nó sản xuất rất là nhiều, nó là một tập đoàn. Supertool là một tập đoàn chứ không phải là công ty nữa. Hiện tại là một tập đoàn công nghiệp, nó sản xuất nhiều cái dụng cụ. Nhà máy nó kinh khủng luôn, nhà máy lớn. Rồi, đó là những cái sản phẩm xây dựng với anh em, cái những cái cà lê. Cảm ơn em đã dành ra thời gian xem theo dõi cái video này. Mình nghĩ rằng là chắc là những cái video như thế này thì anh em sẽ ít có xem hơn nữa. Thường anh em sẽ xem hàng cũ nhiều hơn rồi anh em săn. Nhưng mà thôi, tại vì cái gì cũng vậy, nó phải có một cái mức nào đó rồi thì cũng phải thay đổi để phát triển. Thì em mong là anh em sẽ ủng hộ cái kênh của mình. Rồi, nhớ là đơn hàng trên 1 triệu hôm nay anh em sẽ được giảm 5% khi anh em chuyển khoản nha. Cảm ơn anh em đã dành thời gian ra xem. Chào anh em, chào cả nhà.